Và bây giờ mời quý vị chào đón MC ca sĩ Trung Tử Lưu. Trường Tử Lưu xin hân hoan chào mừng quý vị đến với Trường Tử Lưu Show trong tuần lễ này. Thưa quý vị thấy rằng một người phụ nữ rất là duyên dáng khả ái đang ngồi chung băng ghế với Trường Tử Lưu. Đó là nữ nghệ sĩ Hồng Vân. Trong chương trình kỳ trước thì chúng tôi đã làm một cái show nghệ sĩ Hồng Vân với những bài ca rất hay. Và không những chỉ có Trường Tử Lưu muốn làm thêm một show nữa, mà tất cả các anh em cameraman cũng như là cô Ngọc Nữ, giám đốc của đài truyền hình KVLA đã rất là tha thiết yêu cầu nữ nghệ sĩ Hồng Vân làm một show nữa, nên nữ nghệ sĩ Hồng Vân ngày hôm nay đã vui lòng đã làm thêm một show nữa cho KVLA trong Trường Tử Lưu Show. Thưa quý vị, đến với chương trình Trường Tử Lưu Show để thực hiện chương trình này, đó là cameraman Huỳnh Hùng và Cường Hoàng, đạo diễn và âm thanh của chương trình ngày hôm nay đó là Mai Tiến Dũng, và sân khấu được thiết kế đặc biệt riêng cho nữ nghệ sĩ Hồng Vân do anh họa sĩ, một người design rất là đẹp, cũng là một nhạc sĩ nữa thưa quý vị, Nguyễn Thành Thông. Trung Tử Lưu xin cảm ơn công ty US Doctor Clinical đã tài trợ cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, công ty US Doctor Clinical với sản phẩm Arthur 7. Sản phẩm Arthur 7 là một sản phẩm giúp cho quý vị giảm những cơn đau xương, đau sụn, những cơn đau mà quý vị không thể nào ngủ được hàng đêm, ăn không ngon, ngủ không yên. Quý vị dùng Arthur 7, quý vị sẽ có một đời sống viên mãn trở lại và có một cuộc sống vui tươi, bởi vì Arthur 7 sẽ làm dứt hẳn những cơn đau trong cơ thể quý vị, những người bị yếu xương, yếu sụn, những người già và những người bị thương tật, thưa quý vị. Arthur 7 đã được bán hàng triệu chai trên toàn quốc Hoa Kỳ và hiện đang có bán tại các hệ thống siêu thị nổi tiếng của Hoa Kỳ như Walgreens, Rite Aid, CVS, Kroger và Rogers. Xin cảm ơn công ty US Doctor Clinical. Và bây giờ thì Trung Tử Lưu xin trở lại với nữ nghệ sĩ Hồng Vân. Xin chào chị Hồng Vân một lần nữa. Chào Trung Tử Lưu thân mến. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu đài. Wow, ngày hôm nay chắc quý vị cũng thấy rằng nữ nghệ sĩ Hồng Vân đang mặc một bộ áo dài tứ thân, một áo dài miền Bắc. Và nữ nghệ sĩ Hồng Vân trong kỳ trước, quý vị thấy rằng nếu mà Trung Tử Lưu nói rằng một trong những nghệ sĩ mà diễn hay nhất trên sân khấu và duyên dáng nhất, dù là tuổi đời chị không còn trẻ nhưng chị diễn đâu ra đó và đầy kinh nghiệm, đó là nữ nghệ sĩ Hồng Vân. Thưa chị, tại sao ngày hôm nay chị lại chọn cái áo tứ thân trong Trung Tử Lưu Show kỳ này? Thưa quý vị cùng các bạn và Trung Tử Lưu, Hồng Vân cố ý mặc cái áo của một bà mẹ quê để hát cho quý vị nghe một tình khúc của Mặc Thế Nhân. Đó là bài Lời Mẹ Ru. Wow, mới vô là hát liền. Chúng tôi luôn không làm mất thời giờ của quý vị. Lời Mẹ Ru, một sáng tác của nhạc sĩ Mặc Thế Nhân. Trong ký ức ấu thơ, bài hát Lời Ru của mẹ của Mặc Thế Nhân đã đi vào giấc mơ tuổi thơ, đã đi vào những nỗi nhung nhớ chất nhất bên lòng. Bây giờ khi lớn lên, những lời thơ ấy, điệu nhạc ấy vẫn còn đọng lại trong tâm tưởng của Hồng Vân. Lời ru của mẹ. Con ơi con ơi, con ngủ đi con. Để mẹ đi, mẹ gánh nước non cho đầy. À ơi. Con ơi con ơi, con ngủ cho say. À ơi. Để mẹ đi, gọi gió kéo mây cho trời. À ơi. Cha con sương gió miền xa. À ơi. Ngồi nghe thác đổ liên hồi, vọng từ xa đường bóng gió qua quê nhà. Tiếng vàng tuổi
nào chân yêu gót xiêu tiêu điều tiếng mưa rất nhiều làm xiêu cây lá lúa ngô trong chiều à ơi à ơi à cho ngoan à, để mẹ đi gọi nước đến non sum vầy à ơi à ơi à ơi con ơi con ơi con ngủ ngủ cho say à ơi à để mẹ đi nhặt hết lá bay trong đời à ơi à ơi à cha con sương nắng miền xa à ơi ngồi nghe thác đổ liên hồi vọng từ xa đường bóng gió qua quê nhà tiếng nhặt quan theo tiếng gió xa mơ màng xa xa nghe tiếng rừng hoang mơ hồ ngoài kia sấm nổ mưa gào về đường nào chân yêu gót xiêu tiêu điều tiếng mưa rất làm xiêu cây lá lúa ngô trong điều à ơi à ơi à ơi à ơi à ơi à ơi cây ngủ mày ngủ cho lâu à ơi à ơi à cây ngủ mày ngủ cho lâu à ơi à ơi à wow, khác một bài hát của Mạc Thế Nhân, một bài lời cái gì chị, lời mẹ lưu ru mà mặc đồ tứ thân thì nãy giờ chúng tôi luôn muốn ngã vào lòng chị và ngủ. Thưa chị Hồng Vân, trong cái dòng nhạc chị hát rất là nhiều thì cả một cuộc đời nghệ thuật của chị đó, thì tác giả tác phẩm nào mà thường thường tác giả nào mà chị thích nhất? Chị Hồng Vân thích rất nhiều những tác giả của chúng ta chứ. Nhưng mà hôm nay thì sẽ hát tiếp theo một tình khúc có dấu ấn của thời gian. Bài hát ít ai hát nhưng khi hát lên rất là dễ thương. Đó là bài Về Mái Nhà Xưa của Nguyễn Văn Đông, tác giả của bài Chiều Mưa Biên Giới. Wow, thưa quý vị, chương trình này quý vị rất là sướng bởi vì chúng tôi luôn không cần hỏi nhiều. Chúng ta chỉ nghe chị Hồng Vân hát và hát, bởi vì rất là hiếm hoi để chị có thể đi sang, đi qua, đi lại Hoa Kỳ. Về Sài Gòn thì quý vị đến với phòng trà Tiếng Xưa, Tiếng Xưa, đúng Ân rồi. Nam. Tiếng Xưa và Ân Nam thì quý vị sẽ nghe được nữ ca sĩ Hồng Vân trình diễn hàng đêm ngay tại đó. Nhưng không đã bằng ở đây đâu quý vị ơi. Trước khi trò chuyện cùng nữ nghệ sĩ Hồng Vân nữa thì chúng tôi luôn phải mời quý vị thưởng thức một bài hát Về Mái Nhà Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Đầy ngơ ngác chim bay tìm đàn, về đây hoang vắng lạnh buốt cung đàn,
sống mê qua ước mơ duyên tình đơn sơ. Về đây đâu phút xưa vui sung vầy, thềm hoàng theo nắng phương thắm rơi đầy. Anh có nghe trong lòng thu chết bao lá khô phai nhạt hương đêm tan tác bay phiêu bạt giữa trời quên. Nơi xưa quê nghèo nhà tranh nát tiêu điều, tình xưa khôn hàn gắn. Người đã đi rồi, người về đâu có hay, đâu vòng tay đắm say. Về đây mây nước đêm thu lạnh lùng, thềm hoàng theo nắng phương thắm rơi đầy. Em ái yêu trong chiều đông giá, mang áo xanh theo chồng sang sông, quên mái tranh quên con đò xưa. Bay tìm đàn về đây hoang vắng lạnh buốt cung đàn. Anh có nghe tâm tình nhận thế qua đáy tim chưa đục sóng mê qua ước mơ duyên tình đơn sơ. Về đây đâu phút xưa vui sung vầy, thềm hoàng theo nắng phương thắm rơi đầy. Anh có nghe trong lòng thu chết bao lá khô phai nhạt hương đêm tan tác bay phiêu bạt giữa trời quên. Nơi xưa quê nghèo nhà tranh nát tiêu điều, tình xưa hôn hàn gắn. Người đã đi rồi, người về đâu có hay, đâu vòng tay đắm say. Mây nước đêm thu lạnh lùng, vườn dâu thưa lá ngại nói tương phùng. Em ái yêu trong chiều đông giá, mang áo xanh theo chồng sáng sông, quên mái tranh quên con đò xưa. Chồng sang sông quên mãi trai quên con đò xưa. Quên mãi trai quên con đò xưa. Wow, nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng lúc nào cũng có một cái hơi hướng gì đó, nó rất là lạ hả chị ha? Em thấy nó rất là biên giới. Nó rất là có một cái gì hoài tưởng. Đúng rồi, và nó có cái gì đó nó rất là vĩ đại hả chị? Tức là nó cái khung cảnh của nó hiển hiện rất là nhiều. Thưa chị,
cái đời sống của chị bình thường, chị có thể tâm sự với tất cả quý khán thính giả rằng một ngày bình thường của chị ở Việt Nam là như thế nào thưa chị? Một ngày bình thường của Hồng Vân là sáng thức dậy tập thể dục nhỏ nhỏ ít ít ở trên sân thượng của nhà mình, thắp hương cho Phật, cho má, xuống núi, tức là xuống lầu uống cà phê với các con. Khi các con đi làm thì Hồng Vân dỡ cái lịch làm việc của mình. Nếu mà không có gì thì Hồng Vân đi chợ nấu cơm, đi thấu băng, thu đĩa, vân vân. Wow, và đến tối thì trở về sân khấu. Tối, coi như là một hoạt động không ngừng nghỉ vậy đó. Có bao giờ chị cảm thấy đuối sức không? Cũng có khi có, nhưng mà đuối sức là đuối về thể xác thôi, nhưng mà cái tâm hồn yêu âm nhạc thì không bao giờ vơi. Dạ, thưa chị, cái giọng hát của chị nói về cái sự tinh tế nó rất là lạ, nó không giống ai hết á. Và cái ngâm thơ của chị cũng vậy nữa. Những cái tinh tế mà trong cái ngâm thơ chị làm cho người ta có những cảm giác đã khi chị ngâm, chị đưa lên cao một nốt nào đó hay chị xuống trầm một cái nốt nào đó. Thưa chị, cái bí quyết của chị mà để chị đạt được cái điều đó đó là từ hồi nào và bằng cách gì chị? Vân cũng học tập với các cô chú ngày xưa trong ban thi văn Tàu Đàn. Và cái mà để cho chúng ta còn ngâm thơ hay mãi là cái lòng đam mê thơ, lòng đam mê thi tứ, mê âm nhạc. Thì cái đấy nó nằm mãi trong tâm hồn thôi, không thể nào mất được. Bây giờ thì chị định hát cho em nghe bài gì? Nhưng mà trước khi Hồng Vân hát cho quý khán giả và Trung Tử Lưu nghe thì Hồng Vân thấy như là Trung Tử Lưu ích kỷ quá. Sao bắt vậy chị? Chị Vân hát hoài mà không hát cho chị Vân nghe. Vân nhớ hình như là năm 1981-82, nhất định là 82. Yeah. Trên một cái sân khấu truyền hình rất là hoành tráng ở quê nhà mà Hồng Vân đã hát với Trung Tử Lưu, lúc đó em rất còn bé. Dạ, đêm đó là đêm đầu tiên em lên đó chị, lên sân khấu mà rung hai cái giò luôn, đập cặp. Hồi đó em không có ú như bây giờ, em rất là đẹp. Và hai má núng đồng tiền rất sâu. Và bây giờ thì sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, tiếng hát của em vẫn còn ngọt ngào. Tại sao em không hát cho chị nghe một bài và để cho chị và tất cả những người yêu tiếng hát của em nghe? Thường thường trong cái show Trung Tử Lưu Show thì em rất là ít hát. Nhưng mà ngày hôm nay đặc biệt bởi vì để cho chị nghỉ mệt chút xíu. Và em cũng muốn gửi đến chị một bài hát, mà một cái bài hát lạ lắm, một cái bài hát dường như là em nghe chỉ có một mình cô Hoàng Oanh thu âm trước năm 1975. Thì không biết rằng có một ca sĩ nam nào có thể thu bài đó chưa. Một bài hát mang tên là, thật sự là em cũng không có biết tên tác giả luôn, nhưng mà em muốn hát tặng bài đó cho chị nghe để chị có, nếu mà chị biết thêm về kỷ niệm bài đó thì chị cho em biết. Thưa quý vị, đó là bài Cho Mẹ Cho Em. Mời quý vị theo dõi sau đây. Chân ở đồn xa đã từ lâu vắng nhà, có nhiều khi muốn về lại không về. Tôi có bà mẹ yêu, tóc bạc xương dãi dầu, có người thương bé nhỏ tuổi tròn trăng chưa biết sầu. Quê tôi chiến tranh mấy lần thu úa vàng, suốt tuổi thơ thiếu một ngày an lành. Không có khoảng trời xanh với mùa xuân nắng hồng, vắng bài ca trữ tình ngọt ngào du tôi với em. Đưa tay mình lên đến tuổi đời, ôi ngót 30 tròn, 10 năm say chinh chiến rồi. Tôi đi tìm hơi ấm cho em, cho mắt mẹ đừng buồn. Xin hãy ngủ thật say, cứ tròn mơ giấc đầy, hãy
hãy để tôi thức trọn cuộc chuyến này. Tôi kiếm khoảng trời xanh với mùa xuân nắng hồng, có bài ca trữ tình ngọt ngào ru em với. Chiến tranh mấy lần thua vàng, suốt tuổi thơ thiếu một ngày an lành. Không có khoảng trời xanh với mùa xuân nắng hồng, vang bài ca trữ tình ngọt ngào ru tôi với em. Đưa tay mình lên đến tuổi đời, ôi ngót 30 tròn 10 năm xây chinh chiến rồi. Tôi đi tìm hơi ấm cho em, cho mắt mẹ đừng buồn. Xin hãy ngủ thật say, cứ tròn mơ giấc đầy, hãy để tôi thức trọn cuộc chuyến này. Kiếm khoảng trời xanh với mùa xuân nắng hồng, có bài ca trữ tình ngọt ngào ru em với tôi. Tôi kiếm khoảng trời xanh với mùa xuân nắng hồng, có bài ca trữ tình ngọt ngào ru em với tôi. Tôi kiếm khoảng trời xanh xuân nắng hồng, có bài ca trữ tình ngọt ngào ru em với tôi. Quý khán giả vừa nghe bài Cho mẹ cho em mà Trung Tố Lưu vừa hát để tặng nữ ca nghệ sĩ Hồng Vân. Chút xíu nữa thì nghệ sĩ Hồng Vân sẽ có một ít lời, một chút xíu biết hiểu biết về bài hát này. Bây giờ thì Trung Tố Lưu mời quý vị theo dõi một số cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình hôm nay. Khán giả đang theo dõi chương trình Trương Thủ Lưu Show với phần trò chuyện đặc biệt và xem nghệ sĩ Hồng Vân biểu diễn rất là nhiều bài hát. Thưa chị Hồng Vân, hồi nãy thì chị yêu cầu em hát một cái bài hát mà em thì tò mò, không phải là vì em cái điều gì hết, nhưng mà cái điều mà em tò mò nhất đó là không biết là chị có biết bài này không và chị có biết lịch sử nó chút xíu nào hay không. Đó là một bài hát mà Vân nghe rất là lâu rồi, hình như là đúng rồi, là danh ca Thanh Vũ đã hát. Ồ, người Thanh Vũ này có nghĩa là thời chắc em cũng còn rất là nhỏ em phải không chị? Em còn bé tí, nhưng hồi đó anh là ngôi sao ca nhạc. Wow, nhạc sĩ, ca sĩ Thanh Vũ và đã hát bài này. Em thì em nghe băng năm 1900 trước 75 thì cô Hoàng Oanh hát, nhưng mà rất là còn cái giọng rất là coi như là nhi đồng đó. Thì bây giờ thưa chị thì em thấy là chị hồi đó em về Sài Gòn thì em đi xem phòng trà. Em thấy chị hát một cái bài hát mà em thấy chị tâm đắc khi mà chị giới thiệu chương trình, thì chị đã giới thiệu rất là tâm đắc bài hát này và chị nói chị thích ghê lắm. Chị có thể nói tất cả quý khán thính giả là bài hát hay là bài gì không chị? Đó là một trong những tình khúc rất là nổi tiếng và được yêu mến của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín. Thì trong cái kho tàng âm nhạc của anh, mỗi người đều có một cái phong cách để mà diễn tả cái bài hát của anh. Riêng Hồng Vân có lẽ mối tình đầu của bài hát đó là khi Vân hát thì có một người đã khóc. Khi người Vân đó hát, là một khán giả nữ người Huế đã khóc. Và Hồng Vân cảm thấy là ô hay, mình đã đem đến nụ cười và lại đem đến những giọt nước mắt. Như vậy là hạnh phúc quá. Và từ đó Vân coi như là Vân cảm thấy là cái bài đó có lẽ là Vân hát cũng thành công. Cho nên Vân hát hoài đó là bài Cô Đơn, Nguyễn Ánh Chín. Thưa quý vị, nếu mà quý vị biết rằng nữ nghệ sĩ Hồng Vân, tại sao chị nói là chị mang lại tiếng cười? Bởi vì thưa quý vị,
Đây là một nữ nghệ sĩ mà tất cả các nghệ sĩ, ca sĩ thời đó rất là ưa thích. Lúc nào cũng bu đen, bu đỏ xung quanh chị bởi vì chị có khả năng kể chuyện hài hước rất là vui. Và chị kể không biết kho tàng của chị là bao nhiêu chuyện nữa. Đến nỗi mà có những nhà xuất bản, những tờ báo lớn ở Việt Nam đã năn nỉ chị viết lại những câu chuyện, đọc lại thành sách hoặc là lên kể cho nghe. Thế nhưng chị đã có bằng lòng kể cho ai nghe chưa chị? Khi nào có dịp thì sẽ kể. Chứ còn ở Việt Nam chị người ta hỏi mà chị cũng không nhận lời. Không. Chị có sợ bị mai một không? Trí nhớ của chị có sợ bị trí nhớ nó lu mờ rồi nó làm cho quên những câu chuyện mà chị đã kể hay không? Không bao giờ. Không bao giờ hả? Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy cuốn sách 1001 chuyện cười do nữ nghệ sĩ Hồng Vân trình bày, thưa quý vị. Bây giờ thì chúng ta lắng động lại nghe một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, Cô Đơn, qua tiếng hát của nữ nghệ sĩ Hồng Vân trong chương trình Trung Tử Lưu Show. Cô đơn luôn ẩn khuất trong tiềm thức ta. Ta nuôi đùa và sống với nó, nhưng có một lúc nào cô đơn lại hiện ra trong đêm vắng, bảo với ta rằng ta vẫn còn cô đơn. Dạng như ánh trăng soi, em hương yêu
dâng trong hồn tôi. Anh như chim ngàn phiêu lãng theo mây trời lang thang, dòng chơi cùng năm tháng. Tôi đêm đêm cùng tiếng hát cho vơi niềm thương nhớ, còn gì đâu ước mơ. Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tan trên môi, chỉ còn nuối tiếc khôn nguôi cô đơn bơ vơ. Tiếng Nguyễn Anh Chính. Công nhận rằng dù qua bao nhiêu năm tháng thì tiếng hát của chị vẫn là một tiếng hát của một người có một cái giá, em kêu là một cái chất giọng đó chị. Nó rất là đặc biệt, một giọng ngân rất là đặc biệt và một cách trình bày rất là đặc biệt, không thèm bắt chước ai và cũng không khó có ai giống mình. Phải không chị? Nhưng mà em vẫn là người ích kỷ, em cứ bắt chị Vân hát hoài. Trong khi đó thời gian đã trôi qua với biết bao nhiêu là thăng trầm của cuộc sống. Em đã lớn lên và hầu như anh của em cũng già đi đấy, nhưng tiếng hát của em vẫn chưa già. Tại sao em không hát một bản nhạc nữa cho quý khán giả yêu đài và chị Hồng Vân nghe, khi mà lâu lâu chị mới qua đây? Dạ, thì em không biết là tất cả quý khán thính giả còn muốn nghe hay không, và chị có muốn nghe hay không, chị có thật lòng muốn nghe hay không? Nghe có, là em hát có. Liền á. Em thì em có một cái bài hát mà em rất là ít trình bày, bao ít khi nào chưa bao giờ đi diễn trên sân khấu hết đó. Nhưng mà hồi xưa em hát trong vũ trường thì thỉnh thoảng em có hát cái bài đó. Không biết chị có biết bao qua cái bài đó chưa? Đó là bài Bao giờ ta lại gặp ta, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân á, chị có biết không? À, chị Vân có nghe. Có tưởng nghe nhiều người hát. Em đến đây như chim trời mỏi cánh rồi, tưởng rằng anh là ga, ga sau cùng tàu ngừng bến. Bài hát rất là trữ tình, thôi xin em hát đi, hát lại cho chị nghe. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi luôn phải tặng cho nữ nghệ sĩ Hồng Vân cũng như tất cả quý vị bài hát Bao giờ ta lại gặp ta, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Tưởng rằng em đến đây như chim trời mỏi cánh rồi, tưởng rằng anh là ga, ga sau cùng tàu ngừng bến. Nào ngờ em đến đây như cơn mộng tan nửa vời, để rồi anh còn đây ôm nỗi buồn phủ kín một đời. Cuộc tình mình như mây mùa thu, đến với đi nhẹ như tiếng ru, dấu chân quen chìm trong sương mù,
còn lại trắng những dư hương của ngày xưa. Cuộc tình mình xem như là mơ, ngỡ tan đi nhẹ như tiếng tơ, cớ sao ta còn xót xa hoài. Chiều chiều lễ gót lang thang nghe buồn tây. Tình yêu mãi miết trôi như con thuyền không bến đợi, ngàn đời mang khổ đau, nhưng sao mình còn tìm đến. Tình yêu như bóng ta không bao giờ ta bắt gặp, một đời đi tìm nhau nhưng cuối cùng chẳng kiếm được gì. Tiếng ru dấu chân quen chìm trong sương mù, còn lại trắng những dư hương của ngày xưa. Cuộc tình mình xem như là mơ, ngỡ tan đi nhẹ như tiếng tơ, cớ sao ta còn xót xa hoài. Chiều chiều lễ gót lang thang nghe buồn tây. Tình yêu mãi miết trôi như con thuyền không bến đợi, ngàn đời mang khổ đau, nhưng sao mình còn tìm đến. Tình yêu như bóng ta không bao giờ ta bắt gặp, một đời đi tìm nhau nhưng cuối cùng chẳng kiếm được gì. Một đời đi tìm nhau nhưng cuối cùng chẳng kiếm được gì. Một đời đi tìm nhau nhưng cuối cùng chẳng kiếm được gì. Chưa? Giọng của em không phải là chị Hồng Vân khen, mà quý vị đã nghe đó, một cái giọng thật là mượt mà, nghe rất là dễ chịu, như một cái tấm lụa có cái sự mịn màng trong cái luyến lấy, và rất là rõ lời. Cái rõ lời là một cái điều mà khán giả cũng như tác giả rất là yêu mến, khi mà một nghệ sĩ đem dâng hiến cho đời những cái tình khúc của họ. Wow, nghe chị khen em đã ghê vậy đó. Thưa quý vị, chị nghệ sĩ Hồng Vân không những chỉ là một ca sĩ, chúng tôi luôn phải dùng từ nghệ sĩ là bởi vì cái chất thơ trong cái ca nhạc của chị, và chị mạnh về thơ giống như là mạnh hơn nhạc nữa. Thí dụ như ca thì chị đi ca đó thì người ta thích là 8, thì khi chị ngâm thơ người ta phải thích là 10, bởi vì chị không có đối thủ, và cho đến bây giờ chị cũng không có đối thủ. Bây giờ thì em muốn nghe chị ngâm cho em một câu đi chị, một câu của một nhà thơ nổi tiếng nào đó như là Lưu Trọng Lư hay là Đinh Hùng hay là Nguyên Sa hay là ai đó chị. Một câu ngắn thôi. Không có đàn nhạc gì hết. Vâng, ngâm. Không, em muốn nghe chị ngâm chay vẫn hay rồi. Đây là một câu thơ trữ tình của nhà thơ Nguyên Sa mà Vân đã ngâm hình như là hơn 40 năm. Có phải rằng em mang trên ảo bay nửa phần gió thổi, nửa phần mây, hay là em gọi mây trong ảo mà thở
cho làn áo trắng bay. Có phải mùa thu sắp sửa về, hay là gió lạnh lúc đêm khuya, hay là em chọn sai màu áo để nắng thu vàng dựa lối đi. Wow, những vần thơ này hình như là áo lụa Hà Đông phải không chị? Tương tư hả? Tương tư của Nguyên Sa. Thưa quý vị, nếu quý vị thấy cái giờ giọng ngâm thơ của nữ nghệ sĩ Hồng Vân nó xúc cảm đến như thế nào đó, chúng tôi luôn có một lời khuyên là quý vị đi tìm những CD của nữ nghệ sĩ Hồng Vân mà do chúng tôi luôn đã phát hành trong thời gian trước đây đó quý vị. Chính chúng tôi luôn là một người rất là yêu thơ và yêu cái giọng ngâm của chị, và đã tìm chị để mời chị ngâm thơ cho một bộ đến 10 đĩa rồi. Mà quý vị biết không, đi xe, trời mưa, xe thì kẹt mà mưa thì lớn, ngồi trong xe, xung quanh mình đó là những chiếc xe vô hồn, và chúng ta nhìn qua ngày trời trắng xóa, chỉ thấy những cái xe mà, và trong xe cô đơn một mình với một cái máy sưởi thì nó cũng ấm. Tuy nhiên, và cái giọng ngân ấm nhất đó, làm cho ấm nhất đó, mà làm cho chúng ta rớt nước mắt, đó là giọng ngâm của nữ nghệ sĩ Hồng Vân cất lên từ cái CD, cái máy CD trong xe đó. Trời ơi, nghe nó da diết, nó buồn, mà nó đã không thể tưởng tượng được. Em nghĩ đó là một cái ấn tượng mà em nhớ nhất suốt đời, bởi vì đó là một cái giây phút mà em nghĩ rằng chúng ta thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật, mà tác phẩm nghệ thuật đó nó hay, nó đẹp đó, thì nó đúng lúc, đúng thời đó, thấy nó giống như là ăn một món ăn tuyệt ngon. Phải không chị? Cảm ơn em, cảm ơn quý vị. Bây giờ thì bài hát cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay chị muốn gửi đến quý vị là bài gì đây? Bài Xóm Đêm của Phạm Đình Chương. Wow, một bài hát mà mọi người đều ưa thích. Đường về cành thâu, phải không chị? Đúng vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nghe qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Vân. Đường về cành thâu, đêm khuya ngõ sâu như không màu, qua phênh vinh có bao mai đầu, hạt hiu vàng ánh đèn câu. Đường dài không bóng, xa nghe tiếng ai ru mơ đôi lòng vẫn chờ mong. Ai chia tay ai đâu sống vắng im lìm, ai rung lên tia mắt ngàn câu êm đềm, mong sao cho duyên nghèo may nắng gieo thêm đẹp kiếp sông thêm. Màn đêm tịch liêu, xa nghe thoáng câu ru mến chiều, nghe không gian tiếng yêu thương nhiều, hứa cho đời thôi điều yêu. Đêm tha hương ai vọng trông, đêm cô liêu chinh phụ mong, đêm bao cánh mưa âm thầm theo gió về khua cơn mộng, hẹn mai ánh xuân nồng cho nên đêm còn dậy hương, để dìu bước chân ai trên đường, để nhìn xóm khuya không buồn vì người biết mang tình thương. Màn đêm tịch liêu, nghe ai thoáng câu ru mến chiều, nghe không gian tim yêu thương nhiều, hứa cho đời thôi điều hiu. Thank you.
vọng trông. Đêm cô liễu trình phụ mong, đêm bao cánh mưa âm thầm theo gió về khua cơn mộng, hẹn mai ánh xuân nồng. Cho nên đêm còn dậy hương, để dìu bước chân ai trên đường, để nhìn xóm khuya không buồn vì người biết mang tình thương. Màn đêm tịch liêu, nghe ai thoáng câu ru mến chiều, nghe không gian xóa yêu thương nhiều, hứa cho đời thôi điều hiu, hứa cho đời thôi điều hiu, hứa cho đời thôi điều hiu. Hứa cho đời thôi điều hiu. Xóm đêm của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Em xin cảm ơn chị Hồng Vân rất nhiều vì những cái đóng góp của chị cho đài truyền hình KVLA trong hai kỳ liên tiếp với những bài hát thật là hay, thật là tình cảm. Em chúc chị thật là nhiều sức khỏe, và khi chị về Việt Nam, chị vẫn luôn luôn nhớ đến cái khung cảnh của KVLA, nhớ đến khán giả của KVLA và nhớ đến tụi em, cũng như là tiếp tục có một giọng hát thật là hay để dâng hiến cho đời. Xin chị có một lời chào. Xin thân mến chào và tạm biệt quý vị cùng các bạn yêu đài. Cảm ơn Trung Tử Lưu, cảm ơn cái dàn quay và đạo diễn đã cho một cái khung cảnh thật thơ mộng, tạo điều kiện cho Hồng Vân gặp gỡ những người thân yêu ở đây, ở Cali. Chương trình Trung Tử Lưu Show đến đây xin chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.